Đồ nhà thầy Huệ xin được kính chào toàn thể tất cả các bác. Video hôm nay Đồ nhà thầy Huệ sẽ hướng dẫn các bác cách sử dụng cái em nồi cơm Toshiba với mã là RC-10LI, dung tích 1 lít các bác nhé, với cái mã 10 này. Và em này là cao tần áp suất. Đầu tiên cắm điện vào, chúng ta thấy rằng nồi đã mặc định ở chế độ nấu cơm thường này. Và chúng ta chỉ việc ấn nút nấu nếu như các bác muốn nấu chế độ nấu cơm thường. Ngoài ra thì đã có cả các nhãn hiệu khác nữa, ví dụ là 1, 2, 3 chúng ta thấy đúng không ạ? Chúng ta sẽ tắt đi. Nếu như chúng ta không muốn nấu chế độ cơm thường, chúng ta có thể chuyển sang chế độ là chế độ cơm rời. Đúng không ạ? Cơm rời. Ở một lần nữa thì đây là chế độ nấu cơm mềm. Đó, và chúng ta chỉ việc ấn nút nấu thôi là nồi sẽ nấu. Và đây là chế độ gạo trắng các bác nhé. Tắt đi này. Rồi tắt đi thì chúng ta thấy là ngoài 3 chế độ cơm này ra, chúng ta có thể chọn menu đây. Ở một lần là sẽ là ủ. Đấy. Đầu tiên sẽ là ủ, sau đó là nếu như các bác không thao tác gì nữa thì nó sẽ mặc định là ủ và thể hiện cái thời gian ủ là trong mấy tiếng đồng hồ ở trên màn hình này. Tắt đi. Và ngoài ra thì có các chế độ như ví dụ như là ấn một lần nữa là cơm trộn kiểu Nhật này, gạo lứt này, gạo lứt nảy mầm, cháo, gạo ngũ cốc, và cái này cái phần là chuẩn bị thôi. Đấy. Và chúng ta sẽ chọn chế độ nào thì chúng ta sẽ ấn ở chế độ đó. Ví dụ như Đồ nhà thầy Huyền mình nấu ở chế độ gạo lứt chẳng hạn thì chúng ta sẽ ấn nút nấu ở đây. Thế là nồi đã chọn lệnh là nấu ở chế độ nấu gạo lứt các bác nhé. Và ngoài ra nếu như các bác nào mà muốn nấu ở chế độ nấu hẹn giờ nấu thì trước tiên chúng ta sẽ cần phải chỉnh cái đồng hồ về cái thời gian hiện tại của Việt Nam mình. Bằng cách là chúng ta sẽ ấn vào giữa cái nút giờ này. Đấy, phút đây. Dạ. Khi nhấp nháy xong này rồi ta nút nấu đây thì là nó sẽ giữ lại này. Còn phút chúng ta sẽ ấn vào giữ nút phút các bác nhé. Đấy, thì sẽ chỉnh về giờ, vì giờ đã giờ hiện tại của Việt Nam mình rồi. Và sau khi đã chỉnh về giờ hiện tại Việt Nam mình thì chúng ta sẽ chọn chế độ hẹn giờ. Ví dụ như là chúng ta muốn là tối là 7 giờ 30 phút có cơm thì hẹn giờ 1 thì sẽ là 6 giờ sáng đấy. Hẹn giờ 2 tức là 18 giờ tối, tức là 6 giờ tối chúng ta sẽ ấn tăng giờ lên thành 19 giờ. À, cái em nồi này thì đang bị liệt cái phím phút này rồi nên là Đồ nhà thầy Huyền hiện tại không chỉnh được nữa. Còn bác nào mà có cái em nồi này thì có thể ấn nút nấu nút phút này lên thôi. Và 19 giờ và ấn nút nấu. Và chúng ta thấy rằng là trên màn hình đã thể hiện là hẹn giờ 2, 19 giờ gạo trắng nấu chế độ cơm mềm và sáng đèn màu xanh này, tức là đang chọn lệnh hẹn giờ nấu rồi. Đó. Và đúng 7 giờ là nồi sẽ nấu xong cơm cho các bác ăn các bác nhé. Chứ không phải là 7 giờ bắt đầu nấu. Chúng ta lưu ý phần đó. Rồi bây giờ Đồ nhà thầy Huyền sẽ bắt đầu nấu ở chế độ nấu cơm mềm này. Và ấn nút nấu thôi. Vâng. Và nếu như bác nào đang sở hữu một cái em nồi cơm này mà chúng ta chưa có bản dịch tiếng Việt thì hãy liên hệ ngay với Đồ nhà thầy Huyền theo số điện thoại góc phải màn hình các bác đang thấy, để có thể được gửi miễn phí cái bản dịch tiếng Việt nồi cơm này cho các bác nhé. Cũng như bác nào mà có nồi cơm mà chưa biết cách sử dụng, chưa biết cách sử dụng tất tần tật các chế độ nấu ở trong nồi thì cũng cứ liên hệ với Đồ nhà thầy Huyền theo số điện thoại Zalo, để có thể Đồ nhà thầy Huyền sẽ tư vấn miễn phí cho các bác luôn qua số điện thoại Zalo 0936 831346. Video xin phép được dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của Đồ nhà thầy Huyền.